chào các bạn, hôm nay là một mốc khám thai rất là đặc biệt bởi vì hôm nay là cũng là ngày mình sẽ mang giấy tờ để đi làm hồ sơ sinh. Thì hôm nay không chỉ đi khám thai bình thường mà còn phải làm xét nghiệm máu, xét nghiệm miễn dịch rồi rất là nhiều thứ nên là mình không được ăn sáng và đang phải nhịn đói nên cố gắng dậy sớm, đi sớm để được ăn sáng sớm. Nhìn dáng lạc lè như là gấu mẹ luôn kìa. Trước khi vào viện, ai cũng cần phải khai báo y tế, đo nhiệt độ, quét mã khai báo, rửa tay sát khuẩn, rồi được dán tem kiểm dịch là xong. Bệnh nghề nghiệp nên là thấy background đẹp là mình phải vào chụp choẹt ngay vài kiểu. Giờ mình sẽ vào quầy đăng ký thăm khám và ngồi chờ đến lượt nhé. Ở đây mỗi lần đi khám thai sẽ được phát một cái phiếu ăn miễn phí như này. Wow. A few moments later. Khi được gọi tên, mình sẽ vào phòng ngay bên cạnh để đo huyết áp, cân nặng. 2 tuần lại tăng 1 cân rồi, không biết vào em bé được bao nhiêu đây. Làm hồ sơ sinh cũng không phức tạp, mình cần cung cấp các thông tin cơ bản, tiền sử bệnh lý tại gia đình, rồi lần sinh trước ra sao để bạn nhân viên lưu hồ sơ. Sau đó bạn ấy đưa mình xuống tầng 2 để làm các xét nghiệm. Đây là mình đang đợi lấy máu, ngay chỉ cần lấy máu một lần thôi, lấy máu xong sẽ sang bên kia để điện tim. Đã lấy máu này, bạn nào mà sợ tiêm thì nhớ quay mặt đi nhá. Phải lấy tận 3 ống máu cơ. Phòng điện tim ở ngay bên cạnh. Vào phòng này, bạn được cặp cho một mớ dây từ chân lên ngực. Thả lỏng 1-2 phút là xong ngay. Vào siêu âm thôi. Mẹ nào cũng sẽ ngóng đoạn này để xem em bé phát triển như thế nào. Đây là bác sĩ Thảo, siêu nhẹ nhàng, siêu âm thì rất là kỹ luôn. Em bé nhà mình được 2,6 cân, nói chung là đạt chuẩn, xinh gái giống mẹ các bác ạ. Chờ kết quả xét nghiệm máu 1 tiếng cơ, mình tranh thủ qua nhà hàng bên cạnh để ăn nhẹ và ngồi chờ. Wow, menu rất nhiều món hấp dẫn, mình chọn món sandwich và gọi thêm cốc nước cam. Trời ạ, bánh mì nóng hổi, ăn lúc đói thì ngon dã man luôn. Mỗi lần đi khám thai ấy, thì các mẹ bầu ở đây sẽ được phát cho một cái phiếu ăn nhẹ để vậy, không phải là một hộp sữa hoặc là một cái bánh mì đâu mà sẽ là những cái món ăn rất là ngon được phục vụ trong một cái nhà hàng rất là sang chảnh như này, mùi mắt lạnh luôn. Trong lúc mà mình chờ kết quả là xét nghiệm máu cũng như là để gặp bác sĩ để đọc kết quả, ở đây mình đã ăn 3 cái sandwich và 1 cốc nước cam, nhưng mà đây vẫn là không đủ cho chế độ của bà bầu trong buổi sáng. Mặc dù đồ ăn rất ngon, mỗi lần mình đến đây thì mình sẽ chọn một món. Lần trước thì mình ăn cháo gà, lần trước thì mình ăn phở, và lần này thì mình chọn ăn sandwich. Về viện gặp bác sĩ ngay kết quả, đây là bác sĩ Cốc, là người mổ tập đầu cho mình luôn đấy. Bác bảo mọi chỉ số đều tốt, chỉ có hồng cầu hơi cao và cần phải uống 2 lít nước một ngày. Kết quả này bên viện giữ lại để theo dõi luôn trong các lần sau chứ mình không được mang về. Quay lại quầy để lấy giấy tờ, mình được bảo hiểm chi trả hơn 200.000 cho buổi khám này. Các mẹ nhớ mang theo bảo hiểm y tế đi nhé. Một số lưu ý để nhắc các mẹ chuẩn bị tốt hơn khi đi khám thai tháng cuối. Luôn mang đủ giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế. Đi giày dép thấp, thoải mái, không trơn trượt, dễ xỏ, dễ tháo ra. Xét nghiệm máu, đường huyết phải nhịn ăn sáng nên là cần đi sớm. Uống nhiều nước, đi lại loanh quanh trước khi vào siêu âm để em bé dễ quay mặt ra ngoài. Chuẩn bị sẵn các câu hỏi, thắc mắc để hỏi bác sĩ khi thăm khám. Từ tuần 36, mỗi tuần thăm khám 1 lần. Lưu số điện thoại của bác sĩ thăm khám vào nhé.
vác oxin chồng đi cùng để xách đồ giúp hoặc xử lý các giấy tờ cho. Mình xin chúc các mẹ luôn vui vẻ mạnh khỏe để sẵn sàng đón bé yêu chào đời nhé!